Ly, sao con lại vào phòng cô chủ nữa rồi? Này, từ nay đừng đến đây nữa, đi về nhà đi. Cô chủ chuẩn bị về ở hẳn đây rồi đấy. Bà buồn cười đấy nhở, sao nhiều chuyện đấy? Bà bắt tôi về cái nhà ổ chuột đấy á? Còn lâu đi, tôi xứng đáng ở những chỗ như này. Thế nhưng mà con cứ như thế này ấy, nếu bị phát hiện ra, cả mẹ cả con cùng bị đuổi khỏi căn nhà này đấy. Tôi có ngu thế đâu, tôi vẫn sẽ ở đây thôi. Nhưng mà coi như không thấy tôi. Cô chủ về đấy, đúng là cô chủ tôi. Thôi, bỏ ra, sao phải sợ nhở? Đi ra. Ui giời. Cô chủ mới về ạ. Chào cô. Cô làm việc vất vả quá hay sao mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này? Tôi mới thay cái ga giường cho cô chủ, cho nên là nó hơi mất sức một tí ạ. Mới thay ga giường ấy ạ? Sao cháu thấy ở đây vẫn còn hơi ấm mà lại còn có cả mùi nước hoa nữa? À, đấy là do khi tôi thay chăn ga gối đệm ấy, thì tôi tì cái đầu gối lên trên cái giường để thay, cho nên là với cả cái mùi nước hoa là do tôi thấy cô chủ sắp về, cho nên là tôi xịt một tí nước hoa của cô lên cho cô thấy có cái mùi thân thuộc của căn phòng mình sau bao nhiêu năm cô sống ở nước ngoài đấy ạ. Dạ, không còn việc gì nữa, tôi xin phép ạ. Vâng. Cho sang bên này một tí. Đấy. Đấy mới đẹp. Đấy. Đây này. Ôi. Này. Con nhìn mày đi, mày không nhìn đấy à? Mắt mày để sau gáy à? Mày không có mắt à? Thảo cái này nữa. Sao mày không đỡ ra rồi? Quên. Mẹ gì? Tôi xin lỗi nhá. Tại tôi đang mải tìm lớp quá. Mày là sinh viên mới chuyển vào đấy à? Hóa ra là mày không nhận ra tao à? Cậu là... Ngày xưa mình chỉ là một đứa nghèo hèn mà, suýt thì chết. Mà thôi, không nhận ra cũng không sao cả. Thế ngày xưa tưởng đi ngoài ra nước, thế bây giờ phải về à? Chắc là do hoàn cảnh khó khăn lắm đúng không? À, thế là hóa ra là cái đứa mày kể trước đấy đúng không? Ô, tưởng đi du học thế nào, ngon nghẻ thế nào cơ mà, vẫn phải về đây à? Thôi, tao cũng không cần biết là mày ở nước ngoài, mày đi ngoài ra nước hay là hùng hổ như thế nào. Nhưng mà mày về đây ấy, mày phải biết luật. Đây là chị Ly. Mày gặp ấy là mày phải cúi chào. Mày không bao giờ mày được dùng ánh mắt nhìn thẳng vào bọn tao. Nghe rõ chưa? Ô, mày vẫn còn trố mắt ra nhìn á. Mày... Thôi mày. Thôi, thời gian nó học ở đây ấy, còn nhiều. Mình thiếu gì ngày tháng cho nó ăn hành đâu. Ừ nhỉ. Đi. Đi. Rách hay sao mà lại thích sóng gió đấy nhở? Đến rồi à? Này, cầm lấy. Thế này là thế nào? Đúng là con ngốc. Làm gì có buổi học nhóm nào đây? Chỉ có buổi đi shopping cùng với nhóm tiểu thư này thôi nhở? Nhiệm vụ của mày ấy là phải xách túi đi theo hầu hạ bọn tao mua sắm. Bọn tao sẽ bo hậu hĩnh cho nếu mà mày biết nâng khăn sửa túi tốt cho bọn tao. Chuẩn luôn, 10k một dồ nhá. Đi mấy tiếng ra đủ suất cơm rồi đấy. Này. Ơ này này. Chính mày, mày phải làm nhiệm vụ này. Không là không xong bọn tao đâu. Sao chiếc áo này giống áo của mình thế nhở? Cả cái vết phấn này cũng giống. Ôi, tôi chết rồi. Cô cởi ra đi, tôi giặt luôn cho. Chứ để một lúc nữa là không giặt được đâu. Vâng, thế cô giặt hộ cháu nhá. À, vâng ạ. Bộ quần áo này chắc gì đã là của cậu. Này, mày nói cái gì đấy? Quần áo của Ly thì chắc chắn là của Ly rồi chứ. Này, Ly mặc toàn đồ hiệu thôi đấy. Toàn đồ cao cấp. Ngày nào cũng mặc đồ khác nhau, không bao giờ mặc lại luôn. Nhá, không biết là Ly được mệnh danh ở trường là nữ hoàng thời trang à? Nữ hoàng thời trang á? Đúng vậy.
ra thế hiển hách giàu có như vậy. Mà tại sao tôi tìm thông tin lại không thấy có nhở? Úi dồi ôi, thì nhà người ta giàu quá, người ta cần gì để khoe lên cho thiên hạ xem làm cái gì đúng không? Đây. Này, mày nhìn thấy phòng của Ly chưa? Đẹp vô cùng luôn, căn phòng mơ ước của bao nhiêu người đấy. Đây rõ ràng là phòng của mình mà. Đúng rồi, đúng đến từng chi tiết, đồ vật trong phòng, cả cái áo này nữa. Sao? Chưa bao giờ được nhìn căn phòng đẹp như thế này đúng không? Phòng của Ly công nhận đẹp thật đấy. Ừ. Mà nhà bạn thân của cậu giàu có như vậy, đã bao giờ cậu tới chưa? Ủa nhỉ? Này, tôi chưa đến nhà bà bao giờ nhỉ? Tại vì lần nào đến ý bà cũng bận, không ở nhà đâu. Ừ, thì lần nào bà bảo đến ý, thì tôi chẳng đi shopping cả đi nước ngoài. Thì làm sao mà bà đến được? Này, nếu như mà nhà bạn thân của cậu giàu có như vậy thì đáng lẽ ra nên có một bữa tiệc để chào mừng người bạn thân đến nhà chứ. Mà chúng ta nên đến để xem cuộc sống giàu có của tiểu thư như thế nào. Ừ nhờ, nó cứ phải gọi là quá hợp lý luôn. Này, bà thấy sao? Nhưng mà... Nhà giàu như vậy chắc chắn là tiệc sẽ vừa to vừa hoành tráng. Ui, nói vậy thôi á, mà nghĩ đến đã hào hứng ơi là hào hứng rồi ấy. Này, hay là ngày mai luôn đi. Nhà bà người hầu kẻ hàng đống ra lo gì mà không thật kịp nhờ. Nhá. Thế đi. Ok, chốt. Ủa ôi, nhà bà giàu thế này cơ á? Kinh nhờ. Ôi, 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 không được đâu, cô chủ đang... Này, đừng làm tôi mất mặt đấy. Này bà kia, giúp việc mà không biết điều à? Sốn răng lên, cầm tôi cái túi. Cầm lấy. Dạ vâng ạ. Phải nhanh nhẹn lên chứ, gọi dạ bảo vâng cứ đẩn ra. Nó làm gì đây đấy? Nhà tôi mà thuê thêm giúp việc, không ngờ lại là cô ta. Thôi, đi giặt đồ tôi đi, đi. Công nhận đấy, chủ nhà này giàu lắm. Có rất là nhiều xe sang, cả đồ hiệu. Vì hôm nay đến đây chơi, kiểu gì cũng có quà mang về. Thật à? Thật á? Ừ, bà vào phòng tôi đi. Bà thích cái gì, tôi cho. Không được đâu, như thế không được đâu. Này, cái bà kia, kiểu đâu mà chủ cứ nói một câu, tớ cãi một câu thế hả? Chẳng biết điều gì cả. Có tin ấy là tống cổ bà ra khỏi nhà không? Thôi, kệ bà ta đi. Bà giúp việc nhà tôi là bà tức giận đúng không? Tôi sẽ tặng bạn một con Q7. Cầm lấy. Thật á? Thật là không thể tin nổi, đúng là bạn của tôi. Không uổng công bao nhiêu lâu nay tôi luôn cung phục hầu hạ bạn. Tôi phải chụp hình đăng lên để cho cả trường mình biết kén tị với tôi mới được. Không được đâu, không được làm như thế đâu. Vì cô ta không phải là chủ nhà, mà cô ta là con gái của tôi. Này cái bà kia, bà bị cái gì ấy hả? Nói linh ta linh đi, đuổi bà ta luôn đi. Ăn nói linh tinh, xong thế sang bắt quạc làm họ. Này lại muốn làm mẹ của bà đấy. Đuổi. Này, đưa trả đây, trả cái chìa khóa đây. Đưa đây, đưa đây. Cái này là của tôi. Cô không sao chưa? Mẹ đã sai khi để con càng ngày càng lún sâu vào cuộc sống không phải là của con rồi. Bà đừng có xen vào cuộc sống của tôi. Chiếc xe này là của tôi, ngôi nhà này cũng là của tôi. Cô sống ở nhà của tôi, sống bằng danh phận của tôi quá lâu rồi. Đến lúc trả mọi thứ trở về đúng vị trí của nó rồi đấy. Đúng thế. Cô Trang mới là chủ của ngôi nhà này, mới là con gái duy nhất của chủ tịch. Còn Ly chỉ là con gái của tôi thôi. Hóa ra mày là con của bà giúp việc này á? Uổng công bao nhiêu lâu nay tao cung phụng tao hầu hạ mày, mày lừa tao á, còn có nạn này. Căn nhà này của tôi, chiếc xe này cũng của tôi. Thôi đi. Mẹ đã sai khi dạy dỗ con như thế này đây. Thôi được rồi, đã thế á, hôm nay tao cho cả trường biết được là mày là con gái của bà giúp việc này. Cả ngày mai nhá, cái tin này hót hoạt luôn. Mày làm cái gì đấy? Mày tỏ ra, mày đừng có làm thế. Chắc là dần được đây. Đi ra. Trang ơi, xin lỗi nhá, tại vì tôi không biết cái con này là con của bà giúp việc này. Cậu là con của chủ tịch và tôi. Bây giờ nhá, tôi sẽ cung phụng hầu hạ cậu. Cậu muốn gì tôi cũng làm theo, được không? Loại người phản chủ phản bạn như cô, tôi không cùng đẳng cấp. Mời về cho. Bực cả mình nữa. Là bất cùng thảo mai. Quên mất cái túi.
mất gì mà giận lại ta. Cô Trang, thay mặt Ly, tôi xin lỗi cô. Tại vì tôi để cho con tôi nó sống trong thân phận của cô lâu lắm rồi. Tôi sẽ xin nghỉ việc, để việc này sẽ chấm dứt ở đây, không bao giờ tái phạm lại nữa. Cô đã làm rất tốt việc của mình, cô hãy cứ tiếp tục làm việc cho cháu. Cháu chỉ giúp cô dọn dẹp lại những thứ về đúng vị trí của nó thôi. Đừng cố chạy theo và níu kéo những thứ không thuộc về mình, càng cố sẽ càng ngã đau đấy.